chạy đi đâu rồi chứ? Buộc chặt đôi tay sẽ chạy không thoát. Ông ta đã bị áp giải tới đây. Giơ tay lên nghe thấy chưa nào? Làm cái gì? Giơ tay lên nào. Ngu ngốc. Ngu ngốc, nhìn con dao này. Đây là con dao. Lục người nó đi. Có cái gì bên trong nào? Bộ đồ Trung Quốc. Nhìn này, nó mập lắm. Nhìn mặt con ra con. Xấu quá đi. Xem này. Mặt xấu quá mẹ kiếp. Anh làm cái quái gì đấy hả? Tránh ra nào. Lấy tay cậu ra mau. Bỏ tay ra. Lạy Chúa giúp con. Có chân thì chúng bà ta đấy. Tôi phải giải thích cho ông ta biết. Không phải là do tôi đâu, mà là cái chai ấy, từ ở trên trời rơi xuống trúng đầu bà ta thôi. Tôi không có làm gì hết. Như thế này này. Này, tạm biệt nha. Chúc hai người may mắn. Đại sư chỉ còn một chiếc dù tính sao nào. Cứ yên tâm, chứ không ta không phải là chiếc dù. Đại sư, thầy cũng không có đạo nghĩa. Và lúc này không phải đã chết thì là tôi chết. Còn có đạo nghĩa gì nữa chứ? Ủa, cậu ta biết lái xe sao? Không biết lái xe là bậy đẹp. Nên bị các bạn chê trách, nhưng cuối cùng cậu ta có một cặp mắt nhận xét rất hay. Tôi thực tin vào cậu ta. Và cậu ta cũng rất thông minh. Xem này, cậu ta tập lái bằng cách đó đấy. Cuối cùng cậu ta cũng biết lái rồi. Đại sư cứu. Đại sư cứu.
đại sứ chạy mau. Bùa của thầy linh thật đi. Đại sư à, đợi tôi với, mau lên nào. Đầu tôi bị thương rồi, một con giác đến rồi kìa. Đại sư à, chắc con tê giác không quay lại nữa đâu. Nó lại đến nữa rồi kìa, mau leo lên cây. Đại sư à, con tê giác này không rời khỏi chỗ này, chúng ta phải tính sao đây chứ. Ông làm như vậy trời sẽ trừng phạt ông đấy. Thấy chưa, trời trừng phạt ông liền đi. Xuống đi nào, cậu lần giết nó đi. Tôi không thể leo cây được, lấy cây chọi nó. Đại sư à, như vậy sao mà ăn được nữa chứ? Nuốt luôn cả kiến đi. Không, vậy thì nhìn cho kiến ăn đi. Không lẽ là bị voi đè? Thế không phải nhát tôi chứ? Nếu đúng như vậy thì sẽ rất mệt đấy. Vậy thì tính sao? Cậu tiếp tục im miệng đi. Không còn lượt đi, vận chuyển càng không chuyển. Đại sư có phải dùng sai bùa linh không? Đâu có làm sai. Không. Tổ tiên của cậu chắc là bị đè ở giữa, kẹt trong hang đá. Vậy thì tìm tính sao đây chứ? Phải tìm khe hở. Trong thế bí thì hãy vận dụng đầu óc thôi. Dùng lửa vòng. Là cái gì vậy? Xoay vòng quanh. Lại là gì chứ? Xong ra ngoài được rồi. Trượt thân ra ngoài.